Một người bị một cái cục búa đây ở trên hưu sinh nè, bị một cái cục phì ra, thì mới đi gặp ra đi mà hỏi, ra đi nó đưa tay vuốt cho, đưa tay này vuốt ở đây không thấy đau ha, vuốt sâu xuống tới dưới này, vừa xuống tới này là làm một cái thì cái cục này thụt vô liền. Quý vị thấy cái ước lượng nó chính xác lắm. Nếu mà lấy cái này cầm ha, thì ngay lập tức cái đoạn này là hồng, thì cái điểm cuối cùng là ông Việt Thiên đột ngay chỗ lõm nè. Do nói cho nên nếu ta bị ho nhiều á, ta vuốt cái chỗ này nó cũng có kết quả như thường.